Em chào các anh chị đến với loạt bài giảng cách tìm kiếm tài liệu trên các cái kênh phổ biến. Thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị tìm kiếm tài liệu liên quan tới cái chủ đề mình muốn nghiên cứu trên các cái công cụ phổ biến nhất hiện giờ, đó là trang scholar.google.com. Thì trên cái trang này, để có thể tìm kiếm được tài liệu thì các anh chị cần phải có những cái từ khóa. Thì từ khóa, ví dụ như tôi search từ khóa job tension. Job tension có nghĩa là sự căng thẳng trong nghề nghiệp. Đây là một cái chủ đề quen thuộc trong quản trị nguồn nhân lực. Ví dụ như tôi search từ khóa job tension thì nó cho chúng ta rất là nhiều cái kết quả. Thì các anh chị thấy là các anh chị có thể bỏ bớt đi cái incubation. Chúng ta sợ lại thì cái số lượng kết quả nó sẽ giảm đi một chút. Với những cái bài báo như thế này thì các anh chị thấy anh chị hoàn toàn có thể là click chuột vào đọc. Và ví dụ như tôi click chuột vào cái bài báo này đi. Thì đây là một cái bài báo công bố ở trên Journal Marketing. Công bố đã khá là lâu. Và bài báo này nếu muốn đào về thì các anh chị thấy là chúng ta sẽ phải tốn một số tiền không nhỏ, đó là khoảng 37,5 đô. Thì dĩ nhiên là chúng ta không có thể nào mà bỏ ra một cái bài báo vài chục đô để chúng ta mua được. Như vậy thì chúng ta sẽ thoát ra, chúng ta thử lướt vào những cái bài báo nào mà nó cho mình download về miễn phí, vào thử cái bài báo này xem, cũng liên quan tới job tension. Và bài báo này cũng được trích dẫn rất là nhiều. Thì đây là một cái bài báo ở trên Emerald Insight. Thì cái bài báo này các chị thấy rằng nó cũng không cho mình miễn phí. Nếu như chúng ta click chuột vào chúng ta đào thì nó sẽ tốn tầm khoảng là bao nhiêu đô. Với bài báo này thì chúng ta đào thì nó cũng chiếm tầm khoảng 3 đến 40 đô, bởi vì những cái trang web này họ làm thương mại. Và khi họ đã công bố những bài báo như thế này thì họ phải chặt một cái khoản phí, để cái khoản phí đó họ có thể là họ hoạt động kinh doanh. Ví dụ như tôi lết chuột vào đây, tôi thuê tôi đọc. Nó có một cái chế độ cho thuê thì chúng ta sẽ đọc. Và trong lúc chờ trang web tải thì chúng ta đi qua những cái trang khác. Ví dụ tôi back ra lại thì đi qua những cái trang khác thì các anh chị thấy nãy giờ chúng ta lướt thì toàn là những cái bài báo mà khi kích chuột vào thì đa số nó sẽ chặt phí. Tôi sẽ giới hạn lại cái khoản sạch từ năm 2016 đến năm 2020. Chúng ta xem thử có bao nhiêu công trình liên quan tới cái job tension. Thực ra thì các anh chị cũng nên đọc những cái bài báo mới thôi, trong tầm khoảng là 5 năm đổ lại đây, liên quan tới cái chủ đề, với cái từ khóa mà các anh chị muốn search. Trong vòng 5 năm đổ lại đây thì chúng ta có những cái bài báo nó được công bố như thế này. Ví dụ như năm 2018, tự nhiên như năm 2016, ví dụ như năm 2017, đây là những cái bài báo đã được trích dẫn và đã công bố thời gian gần đây. Như vậy thì tôi download một cái bài về job tension. Anh chị nhìn bên cái góc tay phải này, nó có cái chữ BDS như thế này, chứng tỏ là gì? Là một cái là những cái tác giả ở đây họ đã up cái file PDF lên trên cái trang researchgate.net này cho chúng ta download về đọc miễn phí. Tôi thử kích thử cho các anh chị xem nhé. Đó. Anh chị thấy là mình kích vào thì nó sẽ hiện ra ở đây. Mình hiện ra ở đây thì mình có thể đọc trực tiếp như thế này. Đọc trực tiếp như thế này. Hoặc là mình không muốn đọc trực tiếp, mình download về máy để khi mình rảnh mình đọc, thì mình có thể là click chuột vào đây mình download. Đó. Thì ví dụ như là anh chị là nhớ mà khi chúng ta download thì chúng ta nên là tạo một cái thư mục ở trong một cái ổ đĩa ở một vị trí nào đó để chúng ta nhớ. Ví dụ như là tôi sẽ tạo một cái thư mục vào năm 2020 cho cái lớp
Đó là lớp MBA. Trong lớp MBA này thì là nó sẽ có một cái thư mục dành riêng cho việc là đọc paper chẳng hạn. Paper lưu vào cái paper này, lưu vào cái thư mục này, lưu bài báo thứ nhất. À. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục lưu những cái bài báo tiếp theo. Ví dụ như là chúng ta lướt xuống, chúng ta thấy có một cái cũng là research gate luôn, nó cho chúng ta là lưu cái bài báo về lòng trung thành của nhân viên và mối quan hệ giữa lòng trung thành lên cái job tension. Thì chúng ta sẽ click chuột vào đây. Chúng ta sẽ lưu cái bài báo mà chúng ta hiện lên ở đây về. À, anh chị thấy không? Tôi sẽ lưu cái bài báo này về. Lưu vào cái thư mục này luôn. Đấy. À, khi chúng ta lưu thì làm phần mềm mặc định PDF ở trong máy nó sẽ hiện lên, nó sẽ đọc. Nên chúng ta sẽ không dùng cái phần mềm PDF bình thường trong máy để chúng ta đọc cái tài liệu khoa học. Các anh chị là à, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị đọc bài báo khoa học trên một cái phần mềm chuyên dụng và chúng ta trích dẫn luôn. Thì các anh chị sẽ chờ cái video sau, tôi sẽ hướng dẫn cái việc này. Tương tự như vậy thì tôi đào thêm một cái bài báo nữa. Một cái bài báo đó là Workplace liên quan tới job tension ở trên cái trang MBBI. Và như vậy thì mình kích chuột vào đây mình đào. Đây là một cái trang nó cho đào miễn phí và cái thương hiệu MBBA nó cũng là một cái thương hiệu rất là uy tín. À, thì làm sao để biết được cái bài báo uy tín hoặc không uy tín? Thì là nhiều người làm nghiên cứu chuyên nghiệp thì sẽ là phát hiện ra ngay. Ví dụ như là cái tạp chí này, Sustainability là một cái tạp chí nằm tầm khoảng là Q2 của Scopus, là một cái tạp chí uy tín. Thì chút xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị là cái cách search cái journal nào nào nó uy tín. Chúng ta lướt xuống một chút xíu thì chúng ta thấy rằng là à, có một cái journal nó cũng cho mình cái tạp chí một cái bài báo miễn phí. Thì cái bài báo này là nó đăng trên một cái tạp chí và theo kinh nghiệm của tôi thì tôi nhìn cái tên này thôi là tôi thấy là hình như tạp chí này không có uy tín. À, và như vậy thì để chính xác là uy tín hay không uy tín thì chúng ta cũng cứ là đào về và chúng ta sẽ chút xíu nữa tôi sẽ kiểm chứng cái tạp chí này có uy tín hay là không uy tín cho các chị xem. Đây là tôi sẽ đào cái bài báo này về. Đó, nó sẽ cho hiện ra đây và mình sẽ đào về. Anh chị nhớ nhé, cái bài báo có mang mã số là 461391PP là một cái bài báo mà tôi nghi là nó không có uy tín. Đó. Và như vậy thì chúng ta sẽ chút xíu chúng ta sẽ check thử cái tạp chí này có đúng là uy tín hay không. Rồi. Và như vậy thì các anh chị cứ lần lượt lướt từ trên xuống trên Scholar để chúng ta đào những cái bài báo mà chúng ta nghĩ rằng là nó quan trọng cho cái chủ đề nghiên cứu của chúng ta liên quan tới cái job tension. Tôi sẽ đào thêm một cái bài báo nữa và cho tôi sẽ chuyển qua một cái công cụ khác để chúng ta search. Đây, một cái bài báo cũng rất là có thể là rất là uy tín, nó nằm trên cái trang Immoral Insight. Tôi sẽ đào luôn cái bài báo này về. Và như vậy chúng ta thấy rằng là trong vòng tầm khoảng là ít phút tôi đã đào về trong cái thư mục này tầm khoảng 5 bài báo khoa học khác nhau. À, việc đào thì nó rất là nhanh. À, việc vất vả của nhà nghiên cứu đó chính là đọc. Như vậy là Scholar Google chính là một cái kênh. Kênh tiếp theo mà tôi muốn giới thiệu với anh chị đó là cái kênh mà trường mình có mua cái tài khoản. Thì ở trên cái đề cương, các anh chị thấy tôi có để sẵn một cái đường link liên quan tới chia sẻ tài liệu trên ProQuest. Vậy chúng ta sẽ copy cái đường link này. Không ạ? Chúng ta sẽ copy cái đường link này. Chúng ta sẽ dán cái đường link này lên trên cái ProQuest. Enter. Rồi. Như vậy thì khi chúng ta dán đường link và chúng ta enter thì nó bắt nhập tên là username và password. Như vậy thì là để là nhập username và password thì chúng ta vô lại cái syllabus. Chúng ta sẽ copy cái username. À, để nó vào cái chỗ mà request username. Ctrl V. Và cái password nó là thư viện 0810. Chúng ta gõ thư viện 0810.
Log in đó. Và khi các anh chị log in như thế này thì các anh chị sẽ thấy là cái giao diện của ProQuest nó hiện ra. ProQuest là một cái nơi mà nó lưu trữ những cái nguồn tài liệu liên quan tới bài báo khoa học, liên quan tới sách, liên quan tới video và audio của các cái chủ đề khác nhau, liên quan tới luận án và luận văn thạc sĩ cũng như là luận án tiến sĩ và nhiều cái tài liệu khác. Như vậy thì là bây giờ chúng ta sẽ cần đọc là journal, chúng ta cần đọc bài báo khoa học. Ví dụ như cũng với từ khóa chót tension. Tôi search từ vào từ khóa chót tension như thế này thì nó sẽ hiện ra cho chúng ta rất là nhiều. Và như vậy thì bây giờ mình sẽ giới hạn lại đúng không ạ? À? Mình sẽ giới hạn là mới nhất đi. À, mình sẽ giới hạn cái search là mới nhất, công bố mới nhất. Rồi mình cũng giới hạn là gì? Có những cái tạp chí nó em nó là tạp chí bình thường chứ không phải là tạp chí khoa học. Nó đâu nó công bố ở đây. Đúng không? Thì chúng ta không nên đọc. Chúng ta sẽ đọc những cái gì nó liên quan ta ví dụ như là Scholar Journal. Ngoài ra các anh chị muốn đọc luận văn luận án thì các anh chị có thể là đi vào bên cái góc tay trái như thế này và các anh chị sàng lọc lại các anh chị đọc. Không? Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cái tạp chí nó công bố về cái chót tension. Đó. Rất là nhiều cái tạp chí nó công bố. Cái kỹ năng của nhà nghiên cứu là phải biết cái bài nào nó thuộc cái lĩnh vực của mình. Ví dụ như tôi nhìn vô cái bài này. À, cái bài này là nó không có phù hợp với lại mình không nên đọc. Vì sao lại như vậy? Cái tạp chí này là tạp chí chuyên về nghiên cứu so sánh cái sự di cư, sự di trú thì nó không phù hợp. Đúng không? Thì lĩnh vực của chúng ta là lĩnh vực ở bên quản trị kinh doanh. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ thể là chúng ta sẽ phải lướt và chúng ta nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống, nhìn xuống. Chúng ta sàng lọc lại những cái bài nào chúng ta cần phải đọc. Một cái nữa có thể là cho anh chị có search tầm khoảng là 5 năm gần đây. Xem thử là những công trình nghiên cứu khoa học liên quan tới job tension nó công bố như thế nào. Rồi các anh chị muốn là gì? Bật những cái tạp chí, đồng ý là tạp chí khoa học, nhưng nó phải là peer review cơ. Và những cái tạp chí có phản biện kín. À, các chị kích chuột vào đây, và nó sẽ search cho chúng ta một lần nữa. Và cái số lượng bây giờ nó sẽ giảm xuống còn 32.781 cái kết quả rồi. Đó, các anh chị thấy không ạ? À? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn thấy là từ trên xuống dưới cái bài báo nào mà nó cho chúng ta là gì? Full text PDF thì chúng ta sẽ download về chúng ta đọc. Đó. Ví dụ như cái bài này, em anh chị có nên download về không? Đó, ví dụ như cái bài này thì không nên download về bởi vì là gì? Nó cũng đo lường cái job tension. Những cái job tension này nó thuộc về cái lĩnh vực là khoa học thần kinh. Đó. Mà mình thì là dân quản trị, mình là bên kế toán, mình là bên kiểm toán, mình đâu có làm gì liên quan tới là gì khoa học thần kinh đâu, cho nên mình không có cần phải download những cái bài này. Đó, chúng ta sẽ lướt xuống. Chúng ta thấy là những cái bài nào nó cho mình là gì? Đau thì mình sẽ đau. Đó, mình lướt xuống, lướt xuống. Đây. Đó, mình lướt xuống. Thì đó là một cái cách, đó là đau tài liệu trong ProQuest. À, các chị ha. Một cái kênh thứ ba đó là chúng ta sẽ tận dụng cái nguồn tài liệu từ cái thư viện của trường mình. Thì thư viện của trường mình thì đầu tiên là các anh chị sẽ vô cái trang thư viện của trường mình. Đó là trang library.uh.edu.vn. Thì cũng với cái từ khóa là job tension. Thì tôi sẽ search cái từ khóa này bằng cách là tôi kích job tension một cái. Thì tôi sẽ nhấn cái con chuột vào đây. Và nó sẽ ra cho các anh chị là hàng loạt các cái bài báo liên quan. Đó. Thư viện trường mình thì các anh chị thấy rằng là các anh chị muốn đau thì các anh chị phải click chuột vào cái login. Đó. Login bằng cách nào? Login vào đây. Thì nếu như các anh chị là sinh viên thì các anh chị sẽ dùng cái tài khoản email của trường cấp cho anh chị để anh chị login. Và các anh chị sẽ khai báo ở trong cái chỗ này, đó chính là người học.
Còn cái tài khoản của tôi là tài khoản của giảng viên, cho nên là tôi dùng cái email của giảng viên, khi tôi click chuột và tôi đăng nhập vào thì nó sẽ hiện ra ở đây chính là một cái tài khoản dành riêng cho giảng viên Đào. Thì thật sự mà nói thì không có sự khác biệt giữa tài khoản dành cho giảng viên và tài khoản dành cho sinh viên các hệ, cho nên các anh chị yên tâm. Rồi thì cũng tương tự giống như là ở bên cái trang mà ProWeb, các anh chị thấy rằng là ở bên góc bên tay này chúng ta có ebook, chúng ta có academic journal, chúng ta có magazine tạp chí bình thường, chúng ta có review. Như vậy thì chúng ta ưu tiên đọc cho cái luận văn thạc sĩ hàn lâm của anh chị là chúng ta sẽ đọc cái gì? Chúng ta sẽ đọc cái academic journal. Và cái thứ hai các anh chị cần đọc đó là các anh chị đọc những cái bài nó review lý thuyết cho các anh chị, đúng không ạ? Và như vậy thì chúng ta sẽ click chuột vô cái review lý thuyết. À, đây đó, click chuột vào cái review. Những cái bài review nó rất là quan trọng, những cái bài review nó sẽ giúp cho anh chị hình dung ra một cái bức tranh toàn cảnh. Đó rồi, như vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ download những cái bài báo mà trên thư viện cho chúng ta download về, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi download cái bài báo thứ nhất, bài báo này nó là Journal of Business and Psychology xuất bản năm 2005. Thì đây là một bài báo nói về job tension, và với một cái cụm từ viết tắt là LMS này như thế này chúng ta không hiểu. Nhưng kinh nghiệm của tôi là các anh chị đọc những cái bài báo nào mà có những cái cụm từ không hiểu thì cái bài báo nó lại càng thú vị. Và như vậy thì tương tự giống như trên Google Scholar, chúng ta sẽ download những cái bài báo như thế này về máy. Đó, những lúc lưu và lưu về cái thư mục mà lúc nãy chúng ta lưu. Đó, năm 2020 trong cái môn học là MBA, trong cái thư mục là paper, chúng ta đào cái này về. Đó, các chị thấy là nó sẽ hiện ra cái bài báo này. Lưu ý chút xíu nữa, chúng ta đào thì lúc nào nó cũng hiện ra cái content server, cho nên các chị là muốn cho nó khác thì các anh chị đổi cái tên một chút, chứ còn không nó sẽ là như vậy. Rồi, bài báo thứ nhất mình đã đào xong thì mình đóng nó lại, mình đi qua cái bài báo số 2. Đây là một cái bài đó, liên quan cái mối quan hệ giữa role clarity, need for clarity và job tension. Và như vậy thì đây là một cái bài báo cũng liên quan tới job tension mà tôi thấy nó cần là phải đào về để đọc. Và như vậy thì click chuột vào cái biểu tượng của hình cái đĩa. Rồi, đào cái bài này về. Máy nó nhớ sẵn cái chỗ lưu rồi cho nên các anh chị chỉ cần đào về mà thôi, đúng không ạ? À? Rồi, bài thứ hai đã đào xong thì các anh chị đóng cái này, bài này lại. Bài thứ ba, giả sử như trên cái list này chúng ta có một cái bài số 3 và chúng ta kích chuột vào thì nó sẽ hiện ra cái bài này. Thì tôi đã kích sẵn rồi vì là cái mạng ở nhà nó chậm cho nên là tôi kích sẵn. Ví dụ như cái bài này đi, nó cho chúng ta đào về. Rồi nó có quan trọng không? Nó có liên quan tới cái chúng ta cần làm không? Có, đúng không? Job tension. Vậy chúng ta click chuột vô cái đĩa và chúng ta lưu về. Rồi. Rồi, lưu bài này về rồi thì mình đóng cái thư mục này lại. Rồi bây giờ mình lưu bài này về rồi nha. Vậy thì bài qua bài này có quan trọng không? Bài này có cần phải đào về không? À, bài này nó có liên quan tới job tension. Nó liên quan tới những cái từ khóa mà mình đọc vào thì mình cũng chưa biết nó là cái gì, toàn là những cái từ khóa mới. Và như vậy thì là gì? Và đặc biệt cái tạp chí này là một cái tạp chí, đó là Journal Business Ethics, một cái tạp chí chuyên về đạo đức kinh doanh, mà tạp chí này muốn đăng là các anh chị hình dung một bài báo nó phải trải qua là hai ba vòng phản biện, mất gần 2 đến 4 năm. Đó, như vậy thì đây là một bài báo mà xứng đáng để đọc. Tôi sẽ lưu cái bài bài này về. Lưu về máy. Lưu về rồi thì chúng ta sẽ đóng hết cái này lại cho nó gọn. Rồi, lưu về rồi, mình sẽ đóng cái tab này lại. Đóng cái tab này lại. Bài này có quan trọng không? Mối quan hệ giữa cái bất hòa ảnh hưởng cá nhân lên cái job tension, sự hài lòng
Như vậy thì cái bài này nó cực kỳ là quan trọng, nó dựa trên cái thuyết đó là bức họa nhận thức, một cái thuyết cực kỳ nổi tiếng ở trong cái quản trị học. Và như thế chúng ta thấy rằng là một cái bài này tuy là nó khá cũ nhưng mà nó cũng rất là quan trọng đúng không ạ? Nó công bố rất là lâu rồi nhưng mà nó cũng quan trọng, mình cũng nên đào về để mình đem mình tìm hiểu và chúng ta lưu về máy. Đó, lưu về máy. Rồi, lưu về máy rồi thì chúng ta sẽ đóng cái tab này lại. Ồ, chúng ta thấy rằng một cái bài nó cũng khá là lâu, nó công bố mãi từ năm 1983. Các bạn thấy rằng là những cái bài mà nó công bố lâu á, thì là nó mang một cái tầm rất là quan trọng. Tuy nhiên cái tính cập nhật của nó thì rõ ràng các anh chị phải, các bạn phải đọc là những cái bài báo mới. Thì tôi, từ cá nhân tôi thì tôi làm nghiên cứu, tôi thích đọc những cái bài báo mà nó xuất bản khá là lâu để mình hình dung xem từ thời mà xa xưa người ta đã nghiên cứu như vậy về cái chủ đề này thì người ta đã làm được cái gì, và mãi cho tới thời hiện giờ khi người ta làm thì người ta đã mở rộng cái bài báo này như thế nào. Cho nên là cái cá tính của tôi thì tôi thích lưu những cái bài báo cũ như thế này để tôi đọc. Rồi, đóng nó lại. Rồi, với cái bài báo này là bài báo công bố năm 2016 trên một cái journal của Organizational Behavior, một cái tạp chí cực kỳ là nổi tiếng. Và như vậy thì đây là một cái bài báo mà xứng đáng để đọc, và dĩ nhiên là chúng ta phải lưu về máy, được không ạ? Cái bài này ở đâu ra? Nó cũng ở trên cái trang thư viện bên này. Các anh chị nhớ nhé, nó cũng nằm ở trên cái chỗ này. Các anh chị cần click vào PDF full text là nó sẽ hiện ra. Như vậy thì chúng ta sẽ download cái bài này về. Chúng ta đã có 6 bài download từ trên thư viện của OH. Và giả sử như chúng ta thấy một cái bài nữa là cái bài này, đúng không? Personal difference, job tension, job outcome and store performance, a study of retail store manager. Thì cái bài này cá nhân tôi đọc cái tiêu đề tôi thôi thấy rất là hay. Sự khác biệt giữa cá nhân, sự căng thẳng trong công việc, kết quả công việc và cái hiệu quả của cái cửa hàng, một cái nghiên cứu cho các cái manager của cửa hàng bán lẻ. Một cái tên cực kỳ là hấp dẫn người đọc. Rõ ràng là chúng ta phải cần lưu cái bài này về để chúng ta xem thử trên thế giới họ đã nghiên cứu gì về cái chủ đề job tension liên quan tới cái retail và store manager. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta, và các bạn thấy là chúng ta trải qua tầm khoảng là chưa tới nửa tiếng thì chúng ta đã download một số các paper về rồi. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái paper nào là xứng đáng để đọc, paper nào là chúng ta nên loại bỏ đi, đúng không? Ví dụ như cái paper này là một cái paper trên Journal Marketing. Thì paper trên Journal Marketing thì theo kinh nghiệm của tôi thì là paper này là nó rất là tốt, mà bằng chứng nào nó tốt. À, như vậy chúng ta sẽ kiểm chứng những cái paper đã đào về đầu tiên để kiểm chứng được cái paper đã đào về như thế này nó phải là một journal tốt hay không. Tôi nhắc lại là chúng ta chỉ đọc những cái bài báo được công bố trên những cái journal tốt. Thì cũng tương tự như bây giờ hàng ngày các anh chị vô, các anh chị đọc báo, các anh chị có đọc VN Express, các anh chị đọc Vietnamnet, các anh chị đọc dân trí.com.vn, hay là các anh chị đọc báo nhân dân.com.vn. Tuy nhiên nó là gì, chúng ta phải sàng lọc lại, chúng ta đọc những cái tạp chí hay là những cái nào nó được gọi là báo chính thống, chứ không thể nào mình đi vô những cái trang báo lá cải mình để mình đọc được, đúng không ạ? À? Thì tương tự trong khoa học nó có cái tạp chí uy tín và tạp chí không uy tín. Rồi, cái cách đầu tiên đó là tôi sẽ vào cái Sigma Go Journal Ranking. Rồi, cái trang web mà Sigma Go Journal Ranking như thế này thì nó sẽ cho chúng ta là check cái tạp chí đó nó có lọt vào cái top ISI Scopus hay không. Như vậy thì trang này hiện ra rồi. Thì như lúc nãy tôi đang nghi tôi nói với các anh chị là gì? Cái tạp chí mà Journal Marketing, đây là một cái journal tốt đúng không ạ? À? Vậy bằng chứng nó tốt đâu? Chúng ta search Journal Marketing nó hiện ra ngay đầu tiên, ở cái trang đầu tiên nó hiện ra ở đây. Và như vậy thì các anh chị thấy là gì? Trong lĩnh vực marketing, Journal Marketing nó đứng hàng đầu.
Tiếp đó là Journal of Academy of Marketing Science. Hai cái tạp chí này nó xếp vị trí thứ nhất và thứ hai. Tạp chí số 3 đó là tạp chí Journal of Marketing Research. Và như vậy thì các chị thấy là chúng ta có 69 cái kết quả liên quan, có thể là liên quan tới 69 cái journal khác nhau, và đứng hàng thứ nhất đó là Journal of Marketing. Chúng ta click chuột vào Journal of Marketing. Đó, các anh chị thấy Journal Marketing là một cái journal mà nó em nó chiếm một cái thứ hạng, nó có cái chỉ số H Index, là một cái chỉ số trích dẫn nó rất là cao. Đó, nó xuất bản đầu tiên vào năm 1969 và cho tới bây giờ. Lướt chuột xuống thì các anh chị thấy rằng là gì? Từ năm 99 cho tới năm 2018 thì các anh chị thấy là cái tạp chí này từ lĩnh vực marketing cho tới lĩnh vực kinh tế học và kinh tế lượng, cho tới cái lĩnh vực kinh doanh, quản trị kinh doanh và quản trị quốc tế, thì nó đều chiếm cái vị trí đó là Q1. Anh chị thấy Q1 là tốt nhất. À, chúng ta có bốn cái Q thôi thì Q1 là cái hạng là tốt nhất. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ ưu tiên chúng ta đọc những cái tạp chí trong cái hàng Q1. Đó. Anh chị thấy không? Rồi. Tương tự như vậy thì bây giờ các anh chị thấy là gì? Chúng ta sẽ vào lại cái thư mục lúc nãy. Như lúc nãy chúng tôi nói là cái gì? À, một cái tạp chí khác, ví dụ như tạp chí này đi, đúng không? Nó đang nằm ở trong cái thư mục mà chúng ta vừa đã lưu. Chúng ta check xem cái tạp chí này nó có uy tín hay không, mình cho nó hiện lên. Rồi. Mình lướt xuống, mình xem thử cái journal này là journal, cái tên của nó là gì? Journal này có xứng đáng để cho mình đọc hay không? Nó có uy tín không? À, nhìn thì thấy Imoro Insight là nhà xuất bản uy tín, nhưng nhà xuất bản uy tín chưa chắc là cái tạp chí của nó đã được xếp hạng Scopus, cho nên mình sẽ copy nguyên cái tên của journal, lực con chuột phải, copy, và sau đó chúng ta đi qua đây, chúng ta dán vào đây, dán lên cái trang này. À, chúng ta tìm enter một cái, chúng ta tìm như vậy thì chúng ta sẽ kiểm chứng xem là cái journal này nó có uy tín hay không. Nếu uy tín thì nó đứng ở đâu trong bốn cái Q, Q1, Q2, Q3 và Q4. Rồi nó hiện ra là mình yên tâm rồi, đúng không? Là nó có xếp hạng nhưng không biết hạng mấy mà thôi. Click chuột vào đây. Đóng bớt cửa sổ để cho nó quay nhanh hơn. Những cái hệ thống server nó ở nước ngoài như thế này thì nó quay sẽ khá là lâu. Có lẽ là thời gian gần đây thì là cái mạng nó cũng có gặp trục trặc, nên nó quay khá là lâu. Ok, trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ... Ồ, nó hiện ra rồi, may quá. Như vậy thì International Journal of Contemporary Hospitality Management là một cái journal mà chỉ số H nó bằng 67. Nó thấp hơn cái là Journal Marketing lúc nãy. Nhưng các anh chị thấy là nằm được cái chỉ số mà 67 như thế này là cũng là ghê gớm lắm, đúng không? Mình sẽ chờ nó tải và mình xem thử cái journal này có đúng là một cái journal mà nằm cái top tầm khoảng, là tôi đoán nó nằm khoảng là Q1 hoặc là Q2. Không bao giờ có chuyện là Q3 với một cái chỉ số mà cao như thế này. Rồi, như vậy thì là chờ một xíu. Chờ một xíu nhé. Khá là lâu. Ta thử xem qua cái bên này thử nó chạy nhanh hơn không. Chị thấy rằng là cả hai cái sụt nó đều chạy rất là chậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán vào đây, chúng ta sẽ xem từ bên này nó chạy nhanh hơn là bên kia không.
bên này nó chạy ra chưa ạ? Bên này cũng chưa ra, chỉ thấy cái màu cái chỗ này nó nên nó lâu quá, vì nó lâu như vậy nên tôi phải chuyển qua đây tôi xem thử. Rồi bên này có vẻ nó chạy nhanh hơn. Cái duyệt web ở đây là duyệt web của Microsoft nên nó có thể là nó nhanh hơn Chrome một chút. Đó, nó sắp hiện ra rồi. Mạng tối nay có vấn đề các anh chị ha, nên là nó sẽ quay khá là chậm, rất là chậm. Rồi chúng ta cứ để đó. Trong lúc chờ đợi thì tôi sẽ nghi nghi và tôi sẽ search một cái journal mà tôi đoán nó là một cái journal không tốt. Ví dụ như cái journal mang mã số 461391 pp này. Đây. Như vậy thì cái journal này là một cái journal mà tôi nghi rằng là chúng ta không nên đọc làm gì, bởi vì đọc nó rất là lãng phí mất thời gian của chúng ta. Như vậy thì bằng chứng nó ở đâu? Đây là chính là cái tên của journal. Chị thấy đây chính là cái tên của journal. Tên journal nó cũng viết tắt và nó không có thể hiện một cách rõ ràng luôn ở trên cái tờ tên cái bài báo mà nó đăng. Chị thấy rằng là nhìn xuống đây thì nó rõ ràng là nó có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy nguyên cái tên của journal. Rồi copy nữa nhé. Rồi chúng ta sẽ search nó ở trên này coi thử là có không. Có uy tín không? Linh cảm của tôi là tại đây là một tạp chí không uy tín, mà không uy tín mà search trên này thì nó sẽ không ra, đúng không? Mà nó không ra thì nó không được xếp hạng, mà nó không được xếp hạng thì chúng ta không đọc làm gì. Rồi các anh chị thấy là đúng như là dự báo của tôi. Sorry, no result were found, có nghĩa là gì? Không có kết quả nào tìm thấy đối với cái tạp chí này cả. Với vậy cho nên là một lần nữa cái tạp chí này, dù các anh chị thấy nó cũng liên quan tới cái job tension đó, nhưng mà chúng ta không nên đọc nó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ dành thời gian đọc những cái tạp chí khác uy tín hơn. Rồi quay lại trở lại cái trường hợp mà tôi đang chờ nó quay xong. Đây là một cái journal, International Journal of Contemporary Hospitality Management. Tạp chí này thì nó xếp hạng như thế này thì là nó như thế nào đây? Wow, nó là Q1. Q1 từ năm 2011 cho tới năm 2018. Anh chị thấy là nó rất là tốt. Thì có xứng đáng để đọc không? Xứng đáng để đọc. Anh chị thấy không? Và như vậy tóm lại, ngày hôm nay chúng ta đã search cái tài liệu liên quan tới những cái trang web khác nhau. Cái nguồn đầu tiên đó là nguồn từ thư viện của trường Đại học Kinh tế với cái trang là library.oeh.edu.vn. Cái nguồn số 2 đó là cái nguồn liên quan tới scholar.google.com.vn. Nguồn số 3 đó là nguồn của Chrome web. Thì tất cả trong cái bài tập sắp tới thì các anh chị cần phải download bài báo cho bài tập nhóm hay là bài tập cá nhân, thì các anh chị tôi hy vọng các anh chị là với cái từ khóa phù hợp các anh chị có thể kiếm được những cái bài báo phù hợp và các anh chị lưu về cái thư mục giống như tôi là lưu sẵn lưu mẫu cho anh chị ở đây. Ở cái video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị là gì, dùng phần mềm chuyên dụng để đọc những cái bài báo này. Và từ đó chúng ta sẽ dùng cái phần mềm đó để chúng ta trích dẫn và viết tài liệu tham khảo đúng cái chuẩn mực. Có nhiều cái chuẩn lắm, nhưng mà chúng ta sẽ chọn một vài cái chuẩn để chúng ta theo nó để chúng ta hoàn thành cái công trình nghiên cứu một cách khoa học, một cách là hệ thống. Đây. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.